Xin chào tất cả các bạn, đây chính là đầu video chuyên dụng Panasonic model là AG7750. Đây chính là model chuyên dụng cao cấp nhất của Panasonic. Rất nhiều dân chơi chọn sử dụng đầu này tại vì đầu này tiếng rất là hay. Tuy nhiên cái ý kiến này là chỉ mang tính chất khách quan mà thôi, tại vì cái sự cảm nhận âm thanh là do tùy tai của mỗi người. So với những model chuyên dụng trong cùng thời kỳ của những hãng khác, chẳng hạn như là Sony SPO5800 và Victor BRS82, thì chúng ta thấy là model AG7750 của Panasonic này được thiết kế rất là đẹp ha, và nó có thể trưng bày trong cái kệ audio nhìn rất là sang trọng. Đáng lẽ ra tôi giới thiệu cho các bạn model từ rất lâu rồi, nhưng mà do máy này gặp rất là nhiều lỗi cho nên là tôi phải có thời gian giải quyết tất cả những cái lỗi đấy, cũng rất là vất vả. Điểm nhấn của máy đó chính là ba đồng hồ VU ha. Đây chính là hai đồng hồ để chỉ thị mức âm lượng audio, và đồng hồ này đó chính là đồng hồ để chỉ thị mức tracking và mức video ở chế độ ghi. Ở đây chính là các biến trở dùng để chỉnh âm lượng khi chúng ta ghi băng. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh cường độ sáng của ảnh ở chế độ ghi. Và đây chính là biến trở dùng để chỉnh tracking ở chế độ phát lại. Đây chính là các nút vận hành băng cơ bản. Đó chính là nút ghi băng nè, nút stop, hai nút tua băng, nút play, nút tạm dừng. Và đây chính là nút edit dùng để dựng phim. Để tiện cho việc dựng phim thì máy này có trang bị thêm núm shot và shuttle. Đây chính là đồng hồ hiển thị, và đồng hồ hiển thị này sáng với các nét màu xanh nhìn rất đẹp. Máy này có trang bị TBC. TBC sẽ có 3 mod, đó chính là bypass tức là off, local tức là chúng ta sẽ điều chỉnh bằng những cái biến trở này, bao gồm là video level nè, rồi setup, rồi chroma level, đây chính là pha của màu, và đây chính là 4 biến trở để chỉnh tinh. Rồi TBC cái mod thứ ba đó chính là remote, tức là sẽ điều khiển bằng những cái biến trở ở bên ngoài ha. Đây chính là 4 nút dùng để dựng phim, bao gồm Assemble nè, rồi Insert. Insert nó sẽ có là Video Hi-Fi và Audio là CF1 và CF2. Ở đây chính là một số những cái công tắc Mode Switch. Audio Monitor này chúng ta có thể là nghe là Normal hoặc là Hi-Fi. Và đối với tần loại âm thanh này chúng ta có thể nghe riêng là CF1, CF2 hoặc là Stereo Mix. Đây chính là công tắc dùng để chọn Input ha, S-Video hoặc là Line-In hoặc là dubbing. Đây chính là công tắc dùng để chọn loại băng S và S, thì thường chúng ta sẽ để on. Rồi công tắc mode thì chúng ta sẽ để là play. Và đây chính là công tắc dùng để chọn loại bàn dựng phim. Nếu chúng ta muốn dựng phim gắn cái bàn bên ngoài thì chúng ta sẽ gạt lên remote. Còn nếu chúng ta muốn sử dụng cái máy này một mình thì chúng ta sẽ gạt về local. Đây chính là một số những cái công tắc mode switch khác. Đối với công tắc này thì chúng ta sẽ chọn là short ha. Còn menu dùng để thiết lập những cái thông số của máy thôi. Rồi công tắc này chúng ta sẽ để là CTL ha. Còn nếu các bạn muốn dựng phim thì chúng ta sẽ để là timecode hoặc là user bit. Đây chính là công tắc dùng để chọn timecode ha, LTC, VITC hoặc là auto. Đây chính là công tắc memory. Chúng ta sẽ để off ha. Còn nếu các bạn muốn tự tua băng mà tự stop về vị trí 0 thì chúng ta sẽ gạt lên auto stop. Đây chính là nút counter reset. Bên trong cửa nhỏ này sẽ có thêm một số những công tắc dùng để thiết lập chuyên sâu. Khu vực này đó chính là những cái công tắc dùng để set up về timecode. Và những công tắc này chỉ có hiệu lực khi mà chúng ta gắn thêm card option mà thôi. Và đây chính là các công tắc dùng để chọn loại video và audio ha. Đối với video thì chúng ta sẽ có là INR và CNR, tức là tính năng giảm nhiễu ha. Thì nó sẽ có 3 chế độ là off, 1 và 2. Thì chúng ta thường chúng ta sẽ để là 2 ha. Rồi video ARC chúng ta sẽ để on. Cái công tắc mode này chúng ta sẽ gạt về EE. Đây chính là công tắc dùng để chọn loại ghi âm thanh ha. Chúng ta sẽ để là Hi-Fi Rec On. On Screen này chúng ta sẽ gạt On ha, thì nó sẽ hiển thị timecode lên trên màn hình monitor. Và các công tắc này chúng ta sẽ để như vậy ha. Công tắc Image này chúng ta sẽ để là Edit hoặc là Normal đều được. Đồng bộ này chúng ta sẽ để là Normal. Và Audio Select này chúng ta sẽ để là Hi-Fi. Đây chính là cửa nạp băng. Và máy này sẽ chấp nhận hai loại băng, đó chính là băng VHS và băng SVHS. Băng SVHS thì chất lượng sẽ tốt hơn. Đây chính là khu vực cái giắc cắm phía sau của máy, bao gồm là phần video và phần audio. Đây chính là giắc cắm video in. Một số trường hợp chúng ta cần gạt các công tắc 75 ohm và lên on ha. Rồi để dựng phim thì các bạn sẽ cắm thêm reference in.
Tốt nhất thì chúng ta nên sử dụng S-Video, chất lượng sẽ tốt hơn. Đây chính là phần audio in, bao gồm là bốn jack sử dụng là jack ba lăng. Và chúng ta nên chỉnh cái công tắc này sao cho phù hợp với cái hệ thống ha. Chẳng hạn như đối với tín hiệu nào quá thấp thì chúng ta sẽ để -6 dB, tín hiệu tiêu chuẩn là 0 dB. Còn tín hiệu nào quá lớn chúng ta sẽ để là cộng 4 dB. Phần audio out này cũng sử dụng bốn jack ba lăng. Và chúng ta cũng phải cần chỉnh cái công tắc này. Gain này thường là tôi sẽ để là 0 dB là tiêu chuẩn. Nếu chúng ta muốn quan sát CTL và tham quad chạy trên màn hình thì chúng ta sẽ cắm vào video monitor out. Còn nếu không chúng ta sẽ cắm vào video ở đây ha. Đây chính là hai jack remote chúng ta cắm vào bàn dựng phim. Và đây chính là jack chúng ta cắm remote TPC. Đây chính là bên trong của máy. Chúng ta thấy là máy AG7750 được thiết kế rất là gọn gàng. Đây chính là phần dàn cơ và dàn cơ đặt ở bên phải ha. Đây chính là các khối mà xử lý và đây chính là bộ nguồn. Cũng giống với Sony SVO5800 và JVC BRS822 thì đầu Bana AG7750 này sử dụng nguồn sung. Đây chính là phần dàn cơ. Loại dàn cơ này thường được sử dụng trong hầu hết các máy Bana chuyên dụng ha. Loại này được đúc bằng nhôm rất chắc chắn. Đây chính là motor lắc đinh. Ở đây chính là trục cáp xăng và trục cáp xăng này sử dụng trục có đường kính rất to. Đây chính là trống từ. Trên trống từ này sẽ có 8 mép từ bao gồm là một cặp mép SP, một cặp mép kỹ xảo, một cặp hi-fi và một cặp mép từ dùng để xóa hình. Bên hông của trống từ sẽ có một con damper bằng đồng rất là to dùng để ổn định tốc độ chạy băng. Cũng giống như Sony SVO5800 và JVC BRS822 thì dàn cơ của máy này cũng có sử dụng hai động cơ reel riêng biệt và sử dụng cơ chế Actitension. Ở đây có hai tấm card. Tấm card này đó chính là card điều khiển hệ thống và điều khiển servo cho các động cơ. Ở đây chính là tấm card interface. Ở bên trái này là các tấm card chức năng của máy. Đây chính là card TPC1 và TPC2. Trên đây có rất nhiều biến trở và chúng ta tuyệt đối là không được phép chỉnh bất kỳ những biến trở nào trên đây. Nếu mà chúng ta chỉnh rồi thì rất là khó mang lại về vị trí ban đầu ha. Thì cái tấm mạch này nó hư rất là nhiều các bạn. Đa phần những cái máy 7750 thì nó hỏng tấm mạch TPC. Đây chính là tấm mạch TPC3. Đây chính là hai cạc audio, bao gồm là Nordman Audio và Hi-Fi Audio. Tấm mạch trên này đó chính là mạch Hi-Fi. Và trên mạch Hi-Fi này có sử dụng rất là nhiều những cái tổ audio chất lượng cao, cho ra cái tiếng rất tốt. Và IC xử lý Hi-Fi đó chính là IC BA7705K. Đây chính là phía dưới của máy và phía dưới máy sẽ có hai tấm mạch rất là to. Tấm mạch bên trái này đó chính là mạch dùng để xử lý video ở chế độ ghi và tấm mạch bên phải đó chính là tấm mạch dùng để xử lý video ở chế độ phát lại. Chúng ta thấy là trên hai tấm mạch này có rất nhiều linh kiện và cấu trúc nó rất là phức tạp. Để sửa những cái tấm mạch này là không hề đơn giản. Phía dưới cái đây đó chính là tấm mạch driver để điều khiển các động cơ. Và dưới đây chính là phần phía dưới của dàn cơ. Loại dàn cơ này được phát triển dựa trên loại dàn cơ G của Bana. Đây chính là trống từ. Đây chính là motor cáp xăng. Và đây chính là cái đế của hai motor reel cuốn băng. Nếu mà nói về lỗi thì Bana AG7750 là chúa tể của những cái máy lỗi. Tại vì lỗi của nó phát sinh rất là nhiều và cực kỳ khó sửa luôn. Thì trong clip này xin phép là không đề cập sâu về vấn đề sửa chữa những cái lỗi đó. Ở đây tôi chỉ tóm tắt một cái lỗi nhỏ thôi. Những cái máy này nó bị lỗi gần đây. Bây giờ chúng ta sẽ test máy ha. Cho băng vào nè. Sau đó bấm nút play. Chúng ta thấy là tiếng lên bình thường ha, tiếng với hình lên bình thường,
nhưng mà cái hình của nó có vẻ hơi bị nghiêng qua về màu xanh. Ở đây thì TBC đang để local nè, bây giờ tôi gạt qua bypass nè. Thì bypass mà thấy là hình ảnh cái màu nó bình thường ha. Bypass tức là TBC off. Local thì cái màu nó nghiêng về màu xanh. Còn remote thì càng tệ hơn ha. Thì tôi có thử chỉnh pha của màu nè thì nó cũng chẳng cải thiện được gì cả. Màu nó đã bị mất chuẩn rồi. Roma cũng vậy nè các bạn. Này. Màu nó rất là xấu, không có chuẩn. Và nó chỉ bị ở chế độ local và remote thôi, còn bypass thì không bị ha. Cái lỗi này mới phát sinh gần đây. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra nè. Để test về TBC, tôi sẽ cấp một tín hiệu và chuẩn vào hoặc tín hiệu chỉnh máy. Đây tính là tín hiệu dùng để chỉnh máy. Khi mà tôi gạt TBC qua bypass nè, thì là màu bình thường ha. Còn local và remote thì là cái màu nó không còn chuẩn nữa. Hay chúng ta có chỉnh cỡ nào đi nó cũng không có chuẩn. Nó có vẻ hơi nghiêng về màu xanh là nhiều. Màu nó rất là tái nhạt ha. Ở đây tôi sẽ sử dụng máy đo chuyên dụng để chúng ta kiểm tra tín hiệu. Đây chính là pha của màu, là màu chuẩn ha. Bây giờ tôi gạt TBC về local nè. Thì chúng ta thấy là màu nó bị xoay pha và cả cái điểm giữa này nó cũng bị dời lên luôn. Đây màu chuẩn nè. Đây chính là dạng sóng của tín hiệu video. Đây chính là tín hiệu chuẩn. Bây giờ tôi gạt về TBC on nè. Thì tín hiệu của nó sẽ không còn đúng nữa ha. Bây giờ tôi thử kiểm tra tín hiệu Y, tức là tín hiệu chói nè. Tín hiệu chói bình thường. Tín hiệu chói khi TBC on thì chúng ta thấy là dường như nó không thay đổi. Tức là cái phần lỗi này nó không liên quan về phần Y ha. Nhưng mà bây giờ tôi kiểm tra tính phần màu nè. Đây chính là màu chuẩn. Màu chuẩn tôi gạt qua TBC on nè. Thì màu của nó sẽ bị sai pha ha. Và cái biên độ màu nó cũng khác và nó sai nhiều nhất là ở màu xanh da trời và màu xanh lá cây. Cả màu xanh dương nữa. Nó sai rất là trầm trọng luôn. Đây, màu chuẩn nè. Chúng ta thấy là TBC này nó hư ở cái phần màu ha, còn phần Y thì vẫn bình thường. Cho nên chúng ta sẽ tập trung vào phần màu là nhiều. Thì đối với là cái mạch xử lý TBC thì nó xử lý dựa trên hai tín hiệu ha. Đó chính là tín hiệu component. Đây chính là cái tín hiệu mà phát lại hoặc là tín hiệu video in nè. Nó vào tín hiệu C ha. Và sau khi xử lý thì nó sẽ cho ra hai loại tín hiệu. Đó chính là tín hiệu RI và tín hiệu BI. Và nó sẽ có cái dạng sóng như vậy ha. Thì đây chính là tín hiệu RI nè. Và đây chính là tín hiệu BI. Hai tín hiệu này thì sau khi đưa ra màn hình thì nó sẽ trộn lại ha. Nó trộn lại và nó sẽ cho ra cái tín hiệu màu mà chúng ta quan sát được. Đây tín hiệu màu là tín hiệu này. Ở đây sẽ có IC trộn ha. Đây IC này chính là IC trộn nè, MBX. Đây chính là cái sơ đồ chi tiết ha. Thì sơ đồ chi tiết thì nó sẽ phức tạp hơn nhiều. Chúng ta thấy là có con IC là decoder ha. IC decoder có tên là AN3171S nè. Thì sau khi xử lý thì nó sẽ cho ra, nó sẽ cho chúng ta là hai tín hiệu, đó chính là tín hiệu BI và tín hiệu RI. Đây, hai tín hiệu này thì nó sẽ đi qua hai cái mạch khuếch đại như vậy ha. Cái mạch trên nè. Đây chính là BI. Sau khi qua cái mạch khuếch đại này nó sẽ cho tính ra cái tín hiệu là component thứ nhất ha. Tín hiệu component thứ nhất đi xuống đây. Nó đi vào con IC này. Đi vào đây. Và tín hiệu component thứ hai thì nó đi ra từ đây. Đây nó đi vào con IC MBX nè. Và sau khi vào cái khối này thì nó sẽ trộn lại ha. Nó trộn tín hiệu lại. Chúng ta thấy là nó nói chung một cái điểm này. Đây, nói chung một điểm này thì cái chỉ điểm này chính là cái màu của chúng ta nè. Đây này chính là C nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra cái tín hiệu tại cái TB 8005 và cái TB là
8004 ha, đây chính là hai tín hiệu component RI và BI. Thì chúng ta kiểm tra xem nó có bình thường hay không, nếu như mà cái tín hiệu này mà nó bị sai thì cái màu nó sẽ không chuẩn nữa. Cái màu mà chúng ta vừa xem đó chính là mạch TBC1. Ở đây có 3 cạc TBC ha, 1, 2, 3. Thì cạc TBC1 và 2 thì nó nằm chung như vậy. Đây chính là TBC1 và đây chính là TBC2. Thì để kiểm tra tín hiệu chúng ta sẽ tháo rời từng mạch này ra ha. Đây chính là cạc TBC1. Cạc TBC1 thì chủ yếu là nó xử lý về phần analog ha. Còn TBC2 chúng ta thấy là có sự can thiệp của kỹ thuật số. Thì cấu trúc của mạch TBC1 chúng ta thấy là vừa xem đó là có IC 8001 và AN3171, đó chính là IC decoder. Và IC trộn đó chính là IC 8009 ha. IC này sẽ trộn hai tín hiệu component là RI và BI lại. Thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra cái tín hiệu component khi đi vào ha, đó chính là tín hiệu RI và tín hiệu BI ở đây. Bây giờ tôi kiểm tra tín hiệu RI nè. Tín hiệu RI chúng ta thấy bình thường và nó có cái giá trị hiệu dụng là khoảng là 0,45V nè. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra tín hiệu BI. Đây chính là tín hiệu BI thì nó cũng bình thường luôn, cái biên độ nó cũng ngang nhau ha. Đây chính là 0,316 nè. Nó cũng ngang ngang với nhau. Vậy có thể nói là tín hiệu vào là bao gồm là RI và BI là bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành kiểm tra đến cái ngõ ra của ICMBX này. Ngõ ra của ICMBX nè, chân số 9 với chân số 10 hay là nối chung một cái điểm này ha. Điểm này nè. Đây chính là IC trộn ha, IC trộn có là IC 8009. Thì nó cái ngõ nó có hai ngõ vào ngõ ra ha. Ngõ ra của nó đó chính là chân số 9, chân số 10 nói chung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đo tín hiệu tại chân số 9 này. Đây chính là tín hiệu sau khi trộn mà chúng ta thấy là chủ yếu nó là tín hiệu RI cộng cho một cái phần nhiễu ha. Còn cái thành phần mà BI chúng ta thấy là dường như nó đã biến mất và nó biến thành tín hiệu nhiễu của tần số cao. Tín hiệu BI đó chính là tín hiệu màu xanh, cho nên chúng ta thấy là màu xanh nó không còn chuẩn nữa. Vậy có thể nói là IC trộn mày đã bị hỏng rồi. Đây chính là IC hỏng mà, IC 8009 và có cái mã là 74HC4066. Thì chúng ta sẽ thay con mới vào. Mà do ở đây tôi mua không có cái mã này cho nên tôi sẽ thay bằng loại tương đương ha. Loại tương đương đó chính là loại 4066.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra tín hiệu lại sau khi thay IC. Ở đây chính là vector của tín hiệu vào ha, là bypass. Bây giờ tôi gạt sang local nè. Đây, chúng ta thấy là nó cũng khá là chuẩn đó ha, nó không có xoay khoa quá nhiều giống như là lúc ban đầu. Tuy nhiên nó cũng không chuẩn tại vì cái TPC của banana thì nó không tốt lắm. Còn đây chính là tín hiệu màu ha, là TPC off nè. Bây giờ tôi gạt local nè, nó thay đổi cũng rất là ít ha. Đây là off nè, on nè, thay đổi rất ít nhưng mà cũng có thể chấp nhận được. Bây giờ tôi lại phát cũng bằng lúc nãy ha. Hiện tại đang để là TPC là local ha. Chúng ta thấy là màu đã chuẩn trở lại rồi. Bây giờ tôi gạt về off nè. Đây, off là như vậy ha. Đây là on nè. Chúng ta thấy là tín hiệu nó cũng rất tốt ha. Mặc dù cái TPC của banana nó không có chuẩn nhưng mà như vậy là cũng chấp nhận được rồi. Chúng ta có thể điều chỉnh biên độ của màu nè, đậm hoặc là nhạt. Rồi đây chính là pha của màu ha, nghiêng về đỏ hoặc là xanh nè. Đây chính là độ sáng của hình ha. Vậy là chế độ phát lại là đã ok rồi. Bây giờ tôi sẽ thử ghi băng ha. Ở đây tôi sẽ ghi băng S và S. Hay chất lượng ghi cũng rất là tốt ha, màu rất đẹp và hình ảnh rất là sắc nét. Tại vì đây chúng ta sử dụng bằng SVS, tracking lên rất là cao ha. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đầu Bana model là AG7750. Đây chính là model chuyên dụng cao cấp của hãng Bana. Cũng như là hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa một cái lỗi cũng rất là nhẹ nhàng ở cái máy này ha. Chỉ là cái lỗi hỏng IC mà thôi. Lần sau tôi sẽ giới thiệu các bạn thêm những đầu video khác hấp dẫn hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.